đi dầm bi ma dằn phàm tê đi sông rắc ca na thà giáp đi sa ra nề na sa ha bành cha si la ni dạ cha. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo lần thứ ba. Mô ta sa bà ra va tô bà ra tô sam ma sam bụt đà sa nam mô ta sa bà ra va tô bà ra tô sam ma sam bụt đà sa nam mô ta sa bà ra va tô a ra hà tô sam ma sam bụt đà sa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức pháp ra qua đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pháp Ra Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pháp Ra Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bút thằng sa ra nằng gạch cha mi thăm mạng sa ra nằng gạch cha mi sang thằng sa ra nằng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Tu ti dầm bi bút thằng sa ra nằng gạch cha mi tu ti dầm bi thăm mạng sa ra nằng gạch cha mi tu ti dầm bi sang khăn sa ra nằng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Ta ti dầm bi bút thằng sa ra nằng gạch cha mi ta ti dầm bi thăm mạng sa ra nằng gạch cha mi ta ti dầm bi sang khăn sa ra nằng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Bà na ti bà ta huệ na ma ni xích ca ba đằng sa ma đi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A đình na đa na huệ na ma ni xích ca ba đằng sa ma đi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mít cha cha ra Huệ Na Ma Ni Xích Ca Bát Đăng Sa Ma Di Da Mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mụ Sa Quá Đa Huệ Na Ma Ni Xích Ca Bát Đăng Sa Ma Di Da Mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su Ra Mê Ra Ya Mắt Cha Pa Ma Đát Tha Na Huệ Ra Ma Ni Xích Ca Ba Đăng Sa Ma Di Da Mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giải thoát Niết Bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy nên chúng con cố gắng thọ trì giới luật và giữ gìn trong sạch không để lẫm nhơ. Uttamang ghe na hoàn đề hàng bà đa bằng sâm Warutamang bút thệ vô kha li tô đô sô bút thô kha ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần đi chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cứu sinh Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng
thăm mành cha đu quy thằng qua rằng thăm mẹ vô ca li tô đồ sồ thăm mồ ca ma tu tằng ha mạng con đem mắt lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo của xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamam Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ chị Metta có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không? Dạ Nhục Quỳnh thấy chị Metta rất bất rồi. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không? Dạ Nhục Quỳnh xin một tín hiệu ạ. À. Dạ chị Metta có nghe không ạ? À? Dạ kính mời chị. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, Meta mới vừa bị rớt mic. Dạ, bây giờ thì Meta đã nghe được âm thanh của cô Nhật Quỳnh rồi. Dạ, vậy Meta xin tiếp tục. Meta xin đọc bài kinh Từ Bi. Dạ, Meta xin đọc lại. Karaniyamattha kusale na yang tăng sang tăng ba đăng Api sa mê cha sắc khổ u trụ cha su quá trụ cha sa mu đô anati ma ni sằng tu sắc khổ cha su phá rồ cha ba kích trụ cha sàn la hô ca vút ti sằng tình ri dồ cha ni ba cổ cha ba gà phổ cu lệ su ananu gích thồ. Na cha khuất đàn sa mạ cha rệ kinh chi về na quỳnh nhù ba rệ u ba qua đầy dùng sủ khi nô hoa kệ đi nô hòn tu sắp bề sạch ta phá hoành tu su khi tách ta về kệ chi bà na phụ tập thi ta xa qua tha qua ra qua ana qua xề xa đi kha qua về ma hành ta hòa mạch chi ma rạch sa ca anu ca thù là địch tha hòa về hòa địch tha về cha đồ đề hòa sanh tí a quy đồ rê phù ta hòa sam phá huệ si hòa sập bệ sạch ta phá hoành tu su khi tách ta. Na ba rồ ba rằng ni khúc bề tha nhà ti mạnh nhề tha cách tha chi năng cành chi già rồ sa nà ba ti kha sành nhà nành nha mạnh nhạc sa đúc kha mịch chạy gia mà tà gia tà ni dặn bụt tăng a du sa ê ca bụt ta ma nô rắc khề ê quầm bi sắp ba phù tề su ma na sằng phà qua về a ba ri ma năng mét tành cha sắp ba lô cách mình mà na sằng phà qua về a ba ri mà nàng ủa thằng a thột cha ti ri dành cha a sầm ba thằng a huệ rằng a sa bát tăng tịnh thằng cha rằng ni sinh nô qua sa già nô qua già qua tát sa quy ra ta mít thột
ê tăng sa tình a thích thầy gia brahma mê tăng quý hà răng ý tha ma hô địch thình cha anu ba gầm ma xì la hòa đạp sa nề na sâm bàn nô cà mê su quy này gia gầy thằng na di trà tu gấp pha xì dằng bu na rề tì tì. Người hàng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành có khả năng trực trạc ngay thẳng và nhu thuận hiền hòa không kiêu mạn sống dễ dàng tri tục thanh đạm không rộn ràng lục căn luôn trong sạng trí tuệ càng hiển minh chuyên cần không quyển niệm không làm việc ác nhỏ mà bà trí hiền chê nguyện thái bình an lạc nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Chúng sanh dù yếu mạnh lớn nhỏ hoặc trung bình, thấp cao không đồng đẳng hết thảy chúng hữu tình lòng từ không phân biệt, hữu hình hoặc vô hình đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết nguyện tất cả sinh linh trọn đầy muôn hạnh phúc. Đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì nuôi vọng tưởng. Như mẹ giàu tình thương suốt đời lo che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng cùng tất cả sinh linh từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hải trên dưới già quanh mình, không hẹp hòi quan trại, không giận hờn hoặc thù, khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh giữ niệm từ bi này thân tâm thường thanh tịnh phạm hạnh chính là đây. Hay xả ly kiến thủ giới hạnh được tụ thành chánh tri đều viên mãn không ai nhiễm dục trần thoát ly đường sanh tử. Chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều lãnh vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hệ Phật đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thụ đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hào vô sanh văn kinh chí của sa la tâm mang cách tập bằng kiri văn ma ma ca về na quá cha Manasa ti đa se su ga tăng ca tăng về sát ta sanh nhi nô ác thi về cha sát ta sanh nhi nô ca tăng bun nhã ba lăng mây hằng sắp bê pha gây pha quan tu tê về tăng ca tăng suy đi tăng đinh năng bun nhã ba lăng mây già về cha tát tha na cha nan đi đề qua gánh tòa đi quê đã dùm sắp bề lô cầm hi về sắp ta chỉ quan ta ha ra hê tu ca ma nhuôn năng phô cha năng sắp bề ta phạm tu ma ma đề ta xa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chung độ lên thiên đàng cũng trời giáo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian tha bà chư thiên phạm thiên cũng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phật con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biệt hoàn toàn lẫn thâu bằng ai chưa rõ lại cầu xin cùng thiên chúng đền hầu mạch ngay có người làm phước được rày lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lạnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường sinh thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng y đăng quá tá mây bốn nhân a sa quá khá già quá hàng hồ tu xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là một viên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Con kính cảm ơn tất cả quý vị ở trong đạo tràng đã cùng con
lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới ạ. Dạ bây giờ thì Meta xin nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh để điều hòa chương trình hôm nay ạ. Dạ Meta xin nhường mic lại có cho do cô Nhật Quỳnh nha. Dạ sa thú kính cảm ơn chị Metta. Nam mô Bụt Thà dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào chị Metta, kính chào Nguyễn Mộng. Kính chào Diễm Nguyễn, mến chào Trang Thứ, mến chào Duyên. 319 tuổi, kính chào huynh đạo huynh, kính chào đặc kỳ, kính chào tạm quý. Dạ, sa thủ đành thai. Và dạ, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng, kính cảm ơn chị Metta đã thay mặt đạo tràng để bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Dạ, có lẽ huynh kinh bị trục trặc gì rồi, vô trễ một chút xíu. Dạ, thôi thì bây giờ chúng ta để băng nghe một chút đi ha quý vị ha. Dạ, nghe một chút đi để chờ. Chờ huynh kinh vào thì lúc đó sẽ thỉnh huynh kinh lên. Và đạo tràng có đồng ý như vậy không? Hay là quý vị có muốn cầm mic không ạ? À? Dạ, vị nào có muốn cầm mic thì cho tín hiệu Nhật Quỳnh xin nhường mic ạ. Nam mô Bích Hà dạ. Dạ, không thì Nhật Quỳnh xin phép để băng của Ngài giác giới. Để chờ đợi huynh kinh vào. Dạ, đạo tràng có đồng ý không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. À, cho một cái hoa hay một cái dấu hiệu gì để Nhật Quỳnh biết quý vị có đồng ý hay không á. Nam mô Bích Hà dạ. Dạ kính dạ. Cảm ơn Quỳnh dạ rồi khỏi để băng rồi dạ kính chào Quỳnh kinh vừa vào đạo tràng dạ Nam mô Bích Hà dạ dạ Quỳnh kinh vào đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không dạ nếu nghe âm thanh Nhật Quỳnh được thì xin cho một tín hiệu ạ. Nam mô Bích Hà dạ. Dạ, chào mẹ Quỳnh tín hiệu Nhật Quỳnh xin được nhận mít đến Quỳnh Kinh nha. Nam mô Bích Hà dạ. Dạ, Nam mô Bích Hà dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sa Khả dạ. Alo, quý vị nghe rõ mà, alo. Nghe rõ, ok. Dạ, kính lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý vị. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục học tiếp vô phần mới, một cái phần khá là quan trọng và cũng rất là khó, và quý vị cũng để ý chút xíu. Rồi thì hôm nay chúng ta cũng post cái bài Bali ghi tuần rồi á. Bây giờ mình đọc lại bài nó khó á, thành ra đọc lại để mà nắm được một số cái khái niệm của nó. Rồi bắt đầu sẽ vô bài học thì mình mới thấy rõ ra vấn đề. Rồi trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Nam mô Ta Sa Phật Ca Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Ta Sa Phật Ca Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Ta Sa Phật Ca Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Samma Sambuddhamattulang Sacchadhamma Anuttamang Abhivadiyapasissang Abhidhammasasanghang. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Thà dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sa Khả dạ. Kính thưa quý vị, thì chúng ta đã theo học được thời gian khoảng 5 giờ hả cô Nhật Quỳnh, cô Meta. Mới học được 5 chưa ha, hơn 5 rồi ha. Hơn 5 rồi, quá xa thú luôn. Học được hơn 5 rồi, rất là xa thú.
Rồi bây giờ chúng ta đã học xong phần tâm, tâm sở, sắc pháp, những cái phần mà cơ bản để chúng ta biết được về danh và sắc ha. Thì tuần này chúng ta sẽ bắt đầu đi vào vấn đề mà cái sự phối hợp giữa những tâm sở với tâm, rồi tâm với tâm sở. À, những cái này nó rất là phiền phức và dạy cũng rất là khó, tại vì nó nhiều quá nên là phải nghiên cứu để làm sao mà nói cho nó đơn giản dễ hiểu để quý vị dễ tiếp thu hơn. À, mấy tuần nay chúng tôi ngồi soạn thêm một số những cái phần sau để cho nó rõ ràng kỹ lưỡng hơn. À, bữa chúng tôi soạn cũng vui nhưng mà soạn cả ngày tới 11 giờ khuya 12 giờ đêm, các anh biết làm sao bấm đụng đâu đó nó mất tiêu luôn. À, tìm hoài được nó chết cha công trình mình ngồi làm quá trời luôn, nó mất. À, lấy ra không được đó, ngồi mò cái computer quý vị tưởng tượng mò cả tiếng đồng hồ, mình hướng là mình lớn tuổi, mình không như cái tụi trẻ. À, tụi trẻ nó ngồi nó làm xíu có liền. À, mình ngồi mình kiếm lục lọi coi cái này có cái kia đủ thứ cả tiếng đồng hồ, may mắn làm sao thấy được có cái chỗ mà để nó kêu là repair đó, rồi nó sửa lại bấm vô cho đó kêu nó hiện hình lên lại là hú hồn chứ không nói là công giả tràng. À, cũng rất là mừng, rất là xa thứ. À, cũng nhờ chư thiên hộ trì cho nó không có bị mất mấy cái bài đó, chứ không ngồi soạn dài quá mất uổng, là ngồi làm lại thì nó nhức cái đầu quá. À, thì hôm nay chúng ta bước qua một cái cánh cửa mới, cánh cửa cũng tương đối rất là quan trọng. Rồi à, xin mời cô Nhật Quỳnh post bài mới để cho quý vị lên đọc ha, để cùng nhau ta kiếm được cái phước ba ly. Dạ, Nam Mô Bụt A Di Đà. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàng Khai Giá. Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ hiện diện trong đạo tràng. Dạ con kính chào thầy kinh. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài học hôm nay ạ. Chê tá tí cá săn gá há tâm sở phối hợp tê sang chích ta quý yút ta năng giá tha vô gá mi tô bá rằng chích túc ba đê su bắc chê căng xăm bá vô gô bá quốc chá tý sát tá sắp bát thá yút chan tý giá tha vô găng bá kinh na ca chút đa xa cú sa lét quê quá sô phá nét quê quá sô phá na. Tùy trường hợp trong những loại tâm khác nhau, sự phối hợp của mỗi tâm sở này sẽ được đề cập đến sau đây. Bảy, liên hợp với tất cả các loại tâm, sáu tâm sở riêng biệt liên hợp tùy trường hợp. 14. Chỉ liên hợp với các loại tâm bất thiện. 19. Tâm sở đẹp chỉ phát sanh tâm đẹp. Cá thang sắp bá chích tá xa tha rá na ta quá sát tá chê tá xí ca sắp bê xú bí ê cu ná ná ú tí chích túc ba đề xú láp phàn tí. Bằng cách nào? Trước tiên bảy tâm sở biến hành được thấy trong tất cả 89 loại tâm. Bá kinh ná kề xú bá ná trong các tâm sở biệt cảnh. Một, quý tắc cô, ta quá, đúy bành cháu huynh nhà ná, quách chí tá ca mà quá, chá rá chích tề xú, chê quá, ê ca đá xá,
su bát tha mát cha nát chích tề su cha tí bành cha bành nhà xá chích tề su bát cha tí. Tâm phát sanh trong 55 loại tâm, đó là trong tất cả các loại tâm thuộc dục giới ngoại trừ cặp ngũ sông thức, cũng phát sanh trong 11 loại tâm của sơ thiền. Hai, quý cha bá na tề su chê quá ê ca đá xá số đú tí quách trà ná chích tề số trà tí chá sát thí chích tề số trà giá tí. Tứ phát sanh trong 66 loại tâm, đó là trong 55 loại kể trên và trong 11 loại tâm của nhị thiền. Ba á thí mất khô đuý bành cha huỳnh nhà ná quý chí kích chà quách chí tá chích tề số thắng giải phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ cặp ngũ song thức và loại tâm liên hợp với hoài nghi. Bốn quý rí văn bành chá đòa ra quách chá ná lý bành chá huỳnh nhà ná sầm bá tích chá ná sàn tỳ ra ná quách chí tá chích tề số cần phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ ngũ môn hướng tâm ngũ song thức tiếp thọ tâm và quan sát tâm. Năm bi tí đô má nát su bát su dạ hôm nay con mắt của Meta nãy giờ đọc nhiều quá rồi nó hơi lem nhem rồi. Dạ Meta xin đọc lại. Năm bi tí đô má nát su bách kha xá há gá tá cà giá huỳnh nhà ná chát tút thạch trà ná quát chí tá chích tề số hỷ phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ những loại tâm liên hợp với thọ ưu và thọ xả thân thức và tâm tứ thiện. Sáu chanh đô á hề tú cá mù mù há quách chí tá chích tề số láp phát tí dục phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ những loại tâm vô nhân và hai loại tâm liên hợp với si. Tề bá nát bà đà giá thác căn cha sát thí bành cha bành nhà xá ê cà đá xá cha sồ lá xá sát tá tí quỳ xá tí chề quá bát kình ná cá quý quách chi tà bành cha bành nhà xá chá sát thích thá sát tá tí tí sát tá tí ê cá bành nhà xá chê cù ná sát tá tí. Dạ đâu mất rồi xá bá kình ná cà kể theo thứ tự các loại tâm
này là 66, 55, 11, 16, 70 và 20 có tâm sở riêng biệt. 55, 66, 78, 73, 51, 69 phát sanh cùng với những loại tâm sở riêng biệt. Dạ, câu pháp cú số 17. Ý tha tập ba tí bách chá tập ba tí ba ba ca ri ú phá giác tha tập ba tí ba ba mê ca tàn tí tập ba tí phiêu vô tập ba tí đúc gá tình gá tổ tí. Sống than chết cũng than, kẻ ác hai đời than, than mình lỡ tạo ác, càng than khi đọa lạc. Dạ, Meta đã xong. Đọc xong bài hôm nay. Dạ, cảm ơn Vinh Kinh. Sự thật mà nói theo bữa hổm rày, Meta đọc cái bài này cỡ mấy chục lần rồi thầy. Mà hôm nay đọc thì Meta cũng thấy là chưa có được như ý nữa thầy. Dạ, cái bài khó quá, con đọc mấy chục lần luôn á thầy. Ngày nào con cũng đọc hết á thầy. Dạ thôi con xin nhường mic cho người khác. Dạ sa thủ kính cảm ơn chị Mẹ Ta đã tiên công đọc bài. Nam mô Bích Hà. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức như Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ huynh, đạo huynh ơi, bây giờ huynh còn ở trong sở làm không hay đã về rồi, có cầm mic được không huynh? Dạ kính chào Phật pháp 2219. Huynh, đạo huynh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Huynh có thể cầm mic không cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Nay là lễ hội dân y. Dạ không, dạ để cho huynh đọc trước đi, để Nhật Quỳnh từ từ đọc đi. Dạ để huynh đọc trước, khang huynh cầm mic. Nhật mời mời huynh nghe. Dạ, đạo huynh xin thành kính đảnh lễ sư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ, kính chào huynh Kinh. Dạ, kính chào cô Nhật Quỳnh. Dạ, kính chào cô Mita, cô Hồng Nhật. Dạ, kính chào Duyên và những cái nickname mà đạo huynh không có rành rẽ. Dạ, kính chào anh chị huynh tỷ muội. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã nhường mic. Con kính lão đắc thọ nhường cho cô, mà cô nhường con thì con cũng biết bất khả từ. Dạ, con xin đọc lại nhìn kính. Dạ, cảm ơn cô bốt bài. Dạ. Chê tá xích cá săn ga há tâm sở phối hợp tê săn xích ta quý dút thanh năng giá tha yoga mít tô bá răng túc ba đê xú bách chê căng xâm bá vô gô ba chú chá tý sách tá sắp bách thá dút chanh tý giá tha vô găng bá kinh na ca đá xa cú lá lê cú xa lê xin lỗi cú xa lê quê quê quá quê quá sốc
phần nề quê quá xuất phần xuất phá nà. Tùy trường hợp trong những loại tâm khác nhau, sự phối hợp của mỗi tâm sở này sẽ được đề cập đến sau đây. 7. Liên hợp với tất cả các loại tâm. 6. Tâm sở riêng biệt, liên hợp tùy trường hợp. 14. Chỉ liên hợp với các loại tâm bất thiện. 19. Tâm sở đẹp, chỉ phát sanh trong tâm đẹp. Cách thăng. Sappasita sadharana ta quá sắp tá chê tá xích ca sắp bê xú bí ê cù ná quá vút tí túc ba đê xú lắp phanh tí. Bằng cách nào? Trước tiên, 7 tâm sở biến hành được thấy trong tất cả 89 loại tâm. Bá kinh ná kê xú bá ná trong các tâm sở biệt cảnh. Số 1. Quý tắc cô tá quá duy banh chá huynh nha ná quách chí tá ca ma quá cá rá tê xú chê quá ê ca đá xá xu bách thâm mắt chanh ná chích xu chá tí banh chá banh ná xá chích tê xu úp bách chá tí. Tâm trong ngặt kép phát sinh trong 55 loại tâm, đó là trong tất cả các loại tâm thuộc dục giới, ngoại trừ cặp ngũ song thức cũng phát sanh trong 11 loại tâm của sơ thiền. Số 2. Quý cha rô ba ná tê xú chê quá ê cá đá xá xu đú tí dách chanh ná xích tê xu chá tí chanh xin lỗi chá tí chách chá tí chá sắp tí tê xu cha giá tí. Tứ trong hoặc kép phát sinh trong 66 loại tâm, đó là trong 55 loại kể trên và trong 11 loại tâm của nhị thiền. Số 3. Athim mokho duy bằng chá huynh nanh ná quý chích kích cha quách chích tá xích tê xú. Thánh giải trong ngoặc kép phát sinh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ cặp ngũ song thức và loại tâm liên hợp với hoài nghi trong ngoặc kép. Số 4. Quý đi văn bành cha đoà và chá ná lý bình chá huỳnh na ná sâm bách tý chá ná sanh tỳ ra ná quách chí tá xích tê xu. Còn trong ngoặc kép phát sinh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ ngũ môn. Hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thọ tâm và quan sát tâm. Số 5. Bì tí. Đồ má nách súp bét kha xá há gấp á di á ca giá huynh nà ná chá tú chanh ná quá chích tá xích tê xú. Hỷ trong ngoài kép phát sinh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ những loại tâm liên hợp với thọ ưu và thọ xả thân thức và tâm tứ thiền. Số 6. Chành đồ á hề tú cá
mô hù hà mô hù há quách chí tá tê xú lắp lắp phá tí dục trong ngoặc kép phát sinh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ những loại tâm vô nhân và hai loại tâm liên hợp với si. Tề bá ná chích túc bà đà giá thách cá măng chá sắp thí bành chá bành nhà xá ê cà đá xá chá lồ chá xô lá xá sắp tá tí quỳ xá tí chề quá bá kinh na cá quý quách chích ta bành chá bành nà xá chá sách thích thá xá tá tí tí sách tá tí ê tá tí kê tá tí ê cấp bành nhà xá chề cù nà chề cù ná sách tá tí xá bách kinh ná cà. Kể theo thứ tự các loại tâm này là 66, 55, 11, 16, 70 và 20 không có tâm sở riêng biệt. 55, 66, 78, 73, 51, 69 phát sinh cùng với những loại tâm sở riêng biệt. Dạ, và tiếp theo là kinh Pháp Cú số 17. Ít thế, ít thá, tắp bá tí, bách chá, tắp bá tí, bà bá cà rì, ú phá, dách thá, tắp bá tí, bà nằng mề, cá tành tí tắp bá tí, phì dồ, tắp bá tí, đúc gá tình, gá tô tí sống than chết cũng than kẻ ác hai đời than than mình lỡ tạo ác càng than khi đọa lạc. Dạ đạo huynh đã đọc xong và Nam Mô Bố Tát Giá. Dạ xin nhường mic lại cho đạo tràng. Dạ, cảm ơn quý nhục huynh, cảm ơn quý mắt ta. Dạ cảm ơn huynh kinh. Nam mô Bích Tha Giá, dạ mến chào chồng chưa vào đạo tràng. Dạ Nam mô Bích Tha Giá, dạ sa thủ kính cảm ơn huynh đạo huynh. Đã ngài nhục huynh mời huynh lên đọc rất là hoan hỷ. Dạ đúng rồi. Dạ, là huynh rất là hăng hái là tốt rồi. Dạ đọc thì từ nó sẽ quen thôi, không có gì hết. Dạ bây giờ duyên nào, duyên 319 nè có cầm mic được không? Châu Nguyễn mới vào có cầm mic được không? Châu Nguyễn đã đi dân y vui quá ha, rất là hoan hỷ. Châu Nguyễn có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ cảm ơn chị Meta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sao Châu Nguyễn ơi, nghe phải không? Nghe bây giờ đọc bài được không? Nhật Quỳnh post bài lên cho Châu Nguyễn đọc, hay là Châu Nguyễn có bài sẵn, có muốn Nhật Quỳnh post hay là Châu Nguyễn tự đọc bài của mình? Alo alo, nghe rồi có cầm mic được không? Rồi giờ mời mời cho Nguyễn cầm mic nha, Nhật Quỳnh phát ra ra. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ. Con xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Dạ con kính chào thầy kinh. Dạ con kính chào cô Nhật Huỳnh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, cô Meta đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc ạ.
chề ca giả hả tâm sở phối hợp tề sàng chít tà quý yút tà năng giá thà tà dù ghi tục bác chít tức bà đề bác đề càng xàm bà dù gồ bà quốc. Tập thay dứt thành tí gia thay dùng nát xa quỳ quá vô. Dạ, dạ thưa không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? À? Dạ, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh ạ. À. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Tùy trường hợp, trong những loại tâm khác nhau, sự phối hợp của mỗi tâm sở này sẽ được đề cập đến sau đây. 7. Liên hợp với tất cả các loại tâm. 6. Tâm sở riêng biệt liên hợp tùy trường hợp. 14. Chỉ liên hợp với các loại tâm bất thiện. 19. Tâm sở đẹp chỉ phát sinh trong tâm đẹp. Các thằng sabbacitta sa tharana ta wasak ta che ta sika sabbe subi e ku nana uti chit tupa de sulapanti. Bằng cách nào? Trước tiên, bảy tâm sở biến hành được thấy trong tất cả 89 loại tâm. Pakinna ke supana trong các tâm sở biệt cảnh. Một, vitakko ta vadi pancha vinyana vacchitaka ma vacara chitte su che wa e ka da sa su pathamaccha na chitte su cha ti pancha panya sa chitte su upacchati. Tâm phát sanh trong 55 loại tâm, đó là trong tất cả các loại tâm thuộc dục giới, ngoại trừ cặp ngũ sắc cũng phát sanh trong 11 loại tâm của sơ thiền. 2. Vicharopanate su che wa e ka dasa su du ti yat cha na chit te su cha ti cha sat thi chit te su cha ya ti. Tứ, phát sanh trong 66 loại tâm, đó là trong 55 loại kể trên và trong 11 loại tâm của nhị thiền. Ba, Athimokkhu dipañca viññāna vicikicca vacchittacittesu. Thắng giải phát sanh trong tất cả các loại tâm, ngoại trừ cặp ngũ song thức và loại tâm liên hợp với hoài nghi. Bốn, viriyaṃ pañca dvāra vacchana dvipañca viññāna sampatticcana santirana vacchittacittesu. Cần phát sanh trong tất cả các loại tâm, ngoại trừ ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thọ tâm và quan sát tâm. Năm, piti đồ ma na su pek kha sa ha ga ta ka ya vinh nhà na cha tut thát trà na vat chi ta chi tề su. Hỷ phát sanh trong tất cả các loại tâm, ngoại trừ những loại tâm liên hợp với thọ ưu và thọ xả, thân thức và tâm tứ thiền. Sáu, chành đồ a hệ tu cá
mù mù ha quách chi ta chít tề su lắp phá tí. Dục phát sanh trong tất cả các loại tâm, ngoài trừ những loại tâm vô nhân và hai loại tâm liên hợp với si. Tề pa na chi tu pa đà giá tha giá thắc ca mang giá sạch thi bàn giá bàn nhà sa e ca đa sa giá sù la sa sát ta tí quỳ sát tí chề quá bắc kinh na ca quý quách trí tà bằng cha bằng nhà sát cha sát thích tha sát ta tí tí sát ta tí ê ca bằng nhà sát chề cù na sát ta tí sa bắc kinh na ca. Kể theo thứ tự, các loại tâm này là 66, 55, 11, 16, 70 và 20, có tâm sở riêng biệt. 55, 66, 78, 73, 51, 69 phát sanh cùng với những loại tâm sở riêng biệt. Câu pháp cú số 17. Itha tat pati pek cha tat pati pa pakari ufayat tha tat pati ba pang me ka tan ti tat pati phi yo tat pati duk ga tình ga tù tí. Sống than chết cũng than, kẻ ác hai đời than, than mình lỡ tạo ác, càng than khi đọa lạc. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con kính dâng mic lại cho đạo tràng. Con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài giùm ạ. Sa thủ kính cảm ơn Châu Nguyễn. Nam mô Bụt Tha giá. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào Vinh Kinh, kính chào đạo tràng và cảm ơn chị Metta cho Nhật Quỳnh việc tín hiệu. Dạ, con xin được trả bài tâm sở phối hợp. Dạ, nếu mà quý vị trong đạo tràng có vị nào đưa tay thì Nhật Quỳnh sẵn sàng nhường mic nha quý vị. Còn nếu mà Nhật Quỳnh đọc rồi mà quý vị có đưa tay thì cũng chờ một chút. Dạ. Nhật Quỳnh đọc bài xong Nhật Quỳnh mới nhận mít được. Dạ. Xin phép là Nhật Quỳnh đọc bài của Nhật Quỳnh. Không có bớt ra, hay bớt ra nó phân tâm, nó bài khó quá. Dạ. Chê Tassikasan Gaha tâm sở phối hợp. Tê Sang Chít ta vi yut ta năng gia tha yo gamito ba rằng chít tức ba đề sư bát chê căng sang ba yo go ba vút cha tí sát ta sắp bát tha yun chan ti gia tha yo gằng ba kinh na ca chíp đa sa cu sa lết quê qua sơ khoa nát quê qua sơ khoa na. Tùy trường hợp, trong những loại tâm khác nhau, sự phối hợp của mỗi tâm sở này sẽ được đề cập đến sau đây. 7. Liên hợp với tất cả các loại tâm. 6. Tâm sở riêng biệt, liên hợp tùy trường hợp. 14. Chỉ liên hợp với các loại tâm bất thiện. 19. Tâm sở đẹp, chỉ phát sanh trong tâm đẹp. Ca thăng sắp bác chít ta tha na na ta va sát ta chê ta si ca sát bê su bê ê cù na nành vô tích chít tấp bà đề su lắp hoàn tí. Bằng cách nào trước tiên bảy tâm sở biến hành được thấy trong tất cả 89 loại tâm?
Ba kinh na kề sư banh na. Trong các loại tâm sở biệt cảnh, một vi tắc cô ta qua đi bành cha quỳnh nhà na quách chi ta cà mà qua cha ra chích tề sư chề qua ê ca ta sư ba tha mà na chích tề sư cà ti bành chắc nhà ấp bát cha ti tầm phát sanh trong 55 loại tâm đó là trong tất cả các loại tâm thuộc dục giới, ngoại trừ cặp ngũ song thức cũng phát sanh trong 11 loại tâm của sơ thiền. Hai, ô ba na tề su chề quá ê ca đa su đô ti gia cha na chích tề su cha ti cha sa ti chích tề su cha gia ti phát sanh trong 66 loại tâm và trong 55 loại kể trên và trong 11 loại tâm của nhị thiền. Ba, Ati mau khờ đùi bành cha quỳnh nhà ma quy chi ki cha quát cha ti quát chi ta chi tề su thắng giải phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ cặp ngũ song thức và với hoài nghi. 4. Vi đi dằn bành cha đò ra quách cha na đi bành cha quỳnh nhà na sầm tích cha na sàn tì na ra na quách chi ta chích tề xú cần trong tất cả loại tâm ngoại trừ ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thọ tâm và quan sát tâm. 5. Bi ti đồ mana mana su bát kha sa ha ga ta ka ya quỳnh nhà na cha tấp tha cha na quát chi ta chích tề su hỷ phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ những loại tâm liên hợp với thọ u và thọ xả thân thức và tâm tứ thiền. 6. Chành đồ a hề tu ca mồ mù ha quát chi ta chích tề su lắp phát tí dục phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ những loại tâm vô nhân và hai loại tâm liên hợp với si. Tề ba na chích tấp bà đà gia thát ca măng cha sát thi bành cha bành nhà sát ê cà ra sát sờ ra sát 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 tích quỳ sát tích chề qua ba kình na ca huy quát chi tà bành cha bành nhà sa cha sát thi tha sát ta tích ti sát ta ti ê ca bành nhà sát ê cù na sát ta tích sa ba kình na ca. Kể theo thứ tự các loại tâm này là 66, 55, 11, 16, 70 và 20 không có tâm sở riêng biệt. 55, 66, 78, 73, 51, 69 phát sanh cùng với các loại tâm sở riêng biệt. Câu pháp cú 17. Y thác tắp bi bét y tha tắp ba ti bét cha ti tắp ba ti bà na ca rì u pha y tắp ba ti bà nằng mề ca tành ti tắp ba ti phiều dồ tắp ba ti đúc ca tình ga hồ ga tồ tích sống than chết cũng than kẻ ác hai đời than than mình lỡ tạo ác càng than khi đọa lạc. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ, dạ con đã trả bài xong. Dạ con thành kính tri ân. Dạ và tri ân đạo tràng. Dạ Nhật Quỳnh giống như chị Mít Ta vậy đó, Quỳnh Trinh ơi. Nhìn màn hình hồi nó chá là, dạ mình nơi nó chá là nên đọc nó cũng rất dễ sai, nhưng mà cố gắng, dạ cố gắng chăm chú thì nó đỡ hơn. Chứ bây giờ con mắt nó đã mờ rồi, dạ nó chá chá rồi,
Dạ mà nó nóng nữa, nhưng mà được 9 điểm là cũng vui lắm rồi. Dạ không sao hết, rất là vui đọc được bài của Vinh cho là vui lắm rồi. Dạ bây giờ thì kính mời đạo tràng, còn vị nào có thể cầm bích thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Cảm ơn cho Nguyễn, cho Nhật Quỳnh viết được tín hiệu. Dạ chắc là Nhật Quỳnh là người đọc cuối cùng rồi, Duyên chắc không nhúc nhích rồi. Dạ chắc đang ở chỗ làm không nhúc nhích được. Dạ thì bây giờ Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng, dạ kính mời Quỳnh Kinh cầm bích để hướng dẫn bài học ngày hôm nay và mời cho Nguyễn Phát Tài dùng nha. Rồi dạ kính mời Quỳnh Kinh ạ. Xa thứ xa thứ, à rất là hoan hỷ. À quý vị bài khó cũng nhà cũng tập đọc dữ, có nghe là biết có cố gắng tập đọc, à, rất là xa thứ. À, mặc dù cái bài nó khó thiệt nhưng mà quý vị cũng đã có cái sự khắc phục của nó, à, những cái đoạn mà nó rất là dài rất là khó ha. À, như vậy là rất là hoan hỷ. Bài hôm cái môn mình học thì thực sự chủ yếu không phải là Bali, mình Bali mình đọc để mình biết cái bài thôi, còn cái Bali mà học bên của sư Trí Đức á, thì nó mới học mà Bali pháp cú từng câu ha. Còn đây ai cố gắng đọc được nhiều hay nhiêu à, cũng rất hoan hỷ. Quỳnh đạo Quỳnh vô room bắt đầu thường xuyên, nó chịu khó học bên sư Trí Đức á. Dạ cái mấy cái buổi sư Trí Đức hình như là mình cũng nhiều hả cô Nhật Quỳnh, hai ba tư năm, hai ba tư năm ấy, hai ba tư sáu, hai ba tư sáu, 4 ngày tuần là nhiều quá, rất là nhiều, học mau lên lắm. Rồi sao thứ ha, rồi bắt đầu giờ chúng ta sẽ đi vô cái bài này, đi vô cái bài này nó rất rối dữ. Rồi cái ngọc mình ghi cái tựa chính đó. Tâm sở, ghi tựa chính nha, tâm sở phối, tâm sở tâm phối, tâm sở phải cái là tâm phối, tâm sở tâm phối, à, tức là tâm sở phối hợp với tâm á, à, tâm sở tâm phối, phối là phối hợp mà, phối nhạc, phối hòa âm, phối kia là phối, à, có chỗ kêu là tổng hợp, có chỗ kêu là phối hợp, à, có chỗ kêu là nhiếp, do nó dùng nhiều cái đủ thứ cách nhưng mà mình dùng chữ phối nó đơn giản là giống như là hòa nhạc vậy, là nó hòa lại, à, tức là tâm sở nó hòa với tâm như thế nào đó thì chúng ta sẽ tâm sở phối, tâm sở tâm phối. Rồi xuống dòng 13 tâm sở tờ tha, tức là giờ mình học trước cái phần 13 tâm sở tờ tha là cái bài mình đọc nãy đó, 13 tâm sở tờ tha. Quý vị còn nhớ 13 tâm sở tờ tha này không ạ? Giờ ghi luôn ha, 13 tâm sở tờ ghi lại để học lại luôn ha, 13 tâm sở tờ tha có hai nhóm. Nhóm 1 tâm sở biến hành, nhóm một tâm sở biến hành, có 7 tâm sở biến hành, dòng có 7 xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Biết rồi ha, giờ đọc lướt sơ rồi cho Nguyễn là ghi ra cái một ha, đọc rồi hết ha. 7 tâm sở biến hành, có 7 là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Đó là 7 tâm sở biến hành. Rồi nhóm 2 tâm sở biệt cảnh, có 6 tâm tứ thắng giải, cần hỷ dục,
tâm tứ thắng giải cần hỷ dục, học rồi nha, còn kêu đọc lại nữa nha. Phạt quỳ nhang đó, học cũng nửa năm trước rồi. Tâm tứ thắng giải cần hỷ, đúng ra cho Nguyễn có đúng rồi đó. Rồi về là mình liệt kê ra 13 cái tâm sở tạo ra là đã học ra, xúc thọ tưởng tư nhân hành mọi quyền tác ý, tâm tứ thắng giải cần hỷ dục, rồi nó liệt kê ra. Rồi bây giờ mình đi vô phần chính nè. 13 tâm sở tự tha phối, hai chấm, 13 tâm sở tự tha phối. Dòng 7 tâm sở biến hành, hai chấm, 7 tâm sở biến hành, hai chấm, 121 tâm, thì gọn vậy nè, lát tính sao. 7 tâm sở biến hành, 2 chấm, 121 tâm. Rồi xuống dòng 6 biệt cảnh, 2 chấm, 2 chấm. Xuống dòng là tầm, tâm sở nhất là tầm 1, tầm 55 tâm. Năm 55 tâm mở ngoặc, 44 tâm dục giới cộng 11 sơ thiền, là tâm à, nó có 55 tâm à, phối hợp với 55 tâm, 44 tâm giới cộng 1 sơ thiền. Rồi xuống dòng tứ 66 tâm mở ngoặc, 55 cộng 11 nhị thiền, 55 là lấy từ trên á, từ cái tầm 55 cộng thêm 11 nhị thiền là ra 66. Tứ 66 mở ngoặc 55 cộng 11 nhị thiền. Được chưa? Rồi, giải 2 chấm. Thắng giải 2 chấm. Một trăm mười, 110 tâm mở ngoặc trừ ngũ song thức và nghi, từ ngũ song thức và nghi, rồi chỗ mà cái 110 này đó mình có thể mình mở ngoặc 110 tâm, mở ngoặc 78 tâm cũng được, hoặc là 78 hoặc 110, tại vì lát nói sao ha, 78 hoặc 110 thêm với số 78 cho là cái gì, cái bài đọc ở trên là tính của 78 thôi ha, 78 ở trong 18 bảy hoặc là 78 tâm. Rồi đúng rồi, chỉ dễ, dễ nhớ khỏi lộn. Rồi xuống dòng cần hai chấm, cần hai chấm, được chưa, 105, 105 tâm hoặc 73, 105 tâm mở ngoặc hoặc 73 tâm à, mở ngoặc trừ ngũ song thức phải một ngũ môn hướng tâm, phải rồi trừ hết đó nha, để trừ ngũ song thức, rồi trừ ngũ môn hướng tâm, rồi gạch dấu trừ đi, trừ ngũ song thức, trừ ngũ môn hướng tâm trừ hai tiếp thâu
từ ba quan sát. Rồi, đọc lại nha. 105 hoặc 73, mở mắt, trừ ngủ song thức, trừ ngủ mộng phân tâm, trừ hai tiếp thâu, trừ ba quan sát, đóng mặt, đó là cần. Rồi xuống dòng hỷ, 51 tâm, mở ngoặc, hỷ 51 tâm mở ngoặc, trừ hai tâm sân, trừ 55 tâm xả, trừ hai thân thức, trừ 11 tứ thiền. Đọc lại, hỷ 55 tâm, trừ hai tâm sân, trừ 55 tâm xả, trừ hai thân thức, trừ 11 tứ thiền. Xả trừ hai thân thức trừ, đúng rồi. Rồi xuống dòng dục, 2.101 tâm, 101 tâm, trừ 18 tâm vô nhân, trừ hai tâm si. Trăm lẻ một tâm mở ngoặc, ê, 101 tâm mình thêm cái này cho nó ra giống bộ luôn ha. 101 tâm hoặc 69, nghe đó, 101 tâm hoặc 69, trừ 18 tâm vô nhân, trừ 2 si. Rồi, đó là đọc sơ cái phần cái sơ lược cái về cái này ha, để mình có một cái giống như cái sơ đồ nó để mình bắt đầu mình đi vô vấn đề. À, rồi thì cái này á thì đã có nhờ cho Nguyễn làm cái sơ đồ của cái này rồi. À, cho Nguyễn đã thiết lập cái sơ đồ của cái phần tâm sở với tâm phối hợp đó. À, thì quý vị nào có gì liên lạc với cho Nguyễn, gửi bài gửi cái sơ đồ qua để em dễ dò ha, dễ thấy ha. Được chưa? Rồi, bây giờ mình trả lời từ đầu nghe không? Bảy tâm sở biến hành. Rồi, hai dung mới vô luôn ha. Bảy tâm sở biến hành là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạn quyền, tác ý. Bảy tâm sở này được gọi là biến hành bởi vì sao thưa quý vị? Bởi vì nó luôn có mặt trong tất cả tâm. À, tức là tâm là 121 tâm. Thì bảy tâm sở biến hành này có mặt trong 121 tâm, không thiếu một tâm sở nào. Bất kỳ một tâm sở nào sanh lên đều cũng phải có xúc, có tức là có cái sự xúc chạm, phải có xúc là phải có thọ và có cảm giác. À, mà khi có thọ thì phải có cái tưởng là sự ghi nhớ lại cái đó, sự nhớ lại hơi hình ảnh đó, những cái gì mà mình đã thấy, đã nghe, đã suy nghĩ, nó cái tưởng này nó làm bằng sự để nó nhớ lại cái đó. À, nó ghi nhớ nó lưu lại, lưu giữ, lưu trữ lại. À, tư là có cái sự mà cố ý muốn làm này, cố ý suy nghĩ suy tư. À, nhất hành là định, à, có một cái sự mà an định trên đối tượng. À, mãn quyền là có tâm sở để mà gìn giữ những cái tâm sở được tồn tại, và tác ý là có sự mà hướng tâm đến đối tượng, à, tác ý đến đối tượng. Thì như vậy bảy tâm sở biến hành xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mãn quyền, tác ý có mặt trong tất cả các tâm. Thì ra thì như vậy, trên cái bản đồ này chúng ta thấy cái sơ lược này, chúng ta thấy bảy tâm sở biến hành có 121 tâm, đúng chưa? Gì nắm được chưa? Hello. Nè, xếp mấy ta nắm được không? Quỳnh Đạo Quỳnh nắm được không? Dung Nguyễn nắm được có bài không? Hay là gì đó? Nhiều cái gì nào có hiểu không? Nắm được cái này không ạ? Không nè, bảy tâm sở biến hành thì nó dễ không? Tức là khi mình nói tới bảy tâm sở biến hành là ai cũng biết là nó luôn luôn hiện hữu trong 121 tâm. Tức là tâm nào cũng có.
bất thiện cũng có, thiện cũng có, quả cũng có, mà vô ký cũng có, di lạc cũng có. Thì như vậy nó có đầy đủ bảy tâm sở biến hành, liệt kê là đầy đủ nhau. Rồi nắm được không? Rồi mình đi xuống tới cái thứ hai, là cái nhóm thứ hai là sáu tâm sở biệt cảnh. Tức là sáu tâm sở này nó kêu gọi là biệt cảnh riêng biệt, tức là nó bắt cảnh riêng biệt, nó tùy theo. Có lúc có đủ 6, có lúc chỉ có 5, có lúc chỉ có 4, có lúc chỉ có 3, tức là nó tùy theo cái thể loại tâm, tùy theo cái tâm trạng mà những cái tâm sở này nó phát sinh. Rồi. Bây giờ mình đi vô cái tâm sở thứ nhất là tâm sở tâm. Tâm sở tâm, cái gì trong nguyên post là cái phần tâm sở tâm. Tâm sở tâm. Thì nãy đó, boss kia nãy lên tập sở tầm thì nó có 55, 55 tâm phối hợp chung đó. Tức là 44 tâm thiện, 44 tâm dục giới, cộng 11 sơ thiền. Tập sở tầm thì nó có mặt như vậy. 44 tâm dục giới, cộng 11 sơ thiền. Đúng chưa? Boss kia lên, rồi bây giờ mình mới liệt kê ra. Trước nhất mình liệt kê 44 tâm dục giới là những tâm nào? 44 tâm dục giới. Quý vị nhớ chưa? 12 tâm bất thiện. Đúng không? 12 tâm bất thiện thuộc về dục giới. Cộng 18 tâm vô nhân. Cộng 24 tâm dục giới tình hảo thì bằng 54, ê năm bằng 55, và đọc lại là 12 tâm bất thiện, 55 tâm thì nó có 44 tâm dục giới nè. 44 tâm dục giới là gồm 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, 24 tâm dục giới, cộng lại là bao nhiêu? 24 tâm dục giới tình hảo, cộng lại là bao nhiêu quý vị? Bốn bốn, đúng rồi, bốn bốn, rồi cộng 11 sơ thiền là bao nhiêu? Là 55, đúng chưa? Làm tổng cộng là coi 12 với 18 là bao nhiêu? 12, 18 là bao nhiêu? Lộn ha, mình là gọng lộn cái này ha. 12, 18, 24, đúng rồi nè, 12 với 18 là 30. Rồi 24 tâm dục giới. Gì lộn xong vậy trời. Không không lộn lộn rồi, lộn rồi. Đợi đợi xíu nha, vì đợi cái máy nó cái bên đây nó bị cái gì, đợi xíu nha, đợi dừng một phút nha, nó kẹt gì rồi. Rồi, alo, alo, nghe mà, alo.
Alo, nghe lại chưa? Nghe lại ha. Ok, nó bị cái gì, cái bàn tay gì nó cứ đưa lên hoài. Rồi giờ đọc lại nè, đọc lại nè. Tâm có 55 tâm, mở ngoặc 44 tâm dục giới cộng 11 sơ thiền, đúng chưa? Đọc coi lại nè, cái đúng, ghi đúng không ta? 44 tâm dục giới cộng 11 sơ thiền. Trừ ngũ song thức, thiếu cái mất cái chữ chỗ này nè, mất cái đoạn này, ghi lại chỗ nãy luôn. Trừ ngũ song thức. Cái phần trên cái coi lại coi cái ghi lộn không đây. Đúng rồi, trừ ngũ trong thức nữa, thiếu thiếu cái chữ đó, cái bản sơ đồ trên cũng thiếu rồi. Sorry, nãy đọc bị sót cái đó. À, đúng rồi, tầm có 55 là 44 tâm dục giới cộng 11 sơ thiền trừ ngũ trong thức. Bây giờ 14 tâm 44 tâm dục giới là mình ghi ra nè là 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện. 8 tâm vô nhân. Hai mươi bốn tâm dục giới tịnh hảo. Và 11 sơ thiền. Không lần đúng không quý vị? Bốn bốn tâm dục giới rồi 12 tâm thiện ta mới nhận theo tự hào rồi, đúng rồi đó. 44 tâm dục giới rồi cộng thêm cái 11 sơ thiền à, thành ra là 55 đúng không? Giờ trước tiên là mình cộng con số lại trước để nó lộn xào. 44 tâm dục giới là 12 tâm bất thiện, 8 vô nhân và 24 tâm dục giới tịnh hảo. Rồi đúng rồi, cộng thêm cái 11 cái sở thiền thì mới ra là 55. Đúng không? Đúng chưa? Rồi bây giờ bắt đầu mình đi lại cái chữ tâm này. Chữ tâm là một cái tâm sở, một trong sáu tâm sở vị cảnh. Đó là tâm sở tâm. Tức là sự áp tâm trên đối tượng và quăng tâm, ném tâm trên đối tượng, đó là tâm sở tâm. Thì tâm sở tầm này nó có mặt trong 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện tức là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Tức là tham sân si, nó cách gọn là tham sân si. Thì tâm bất thiện này bắt buộc phải có tầm. Bởi vì nếu mà không có tầm thì không thể có tham sân si được. Tức là tâm mình phải quăng trên đối tượng, phải ném trên đối tượng đó. Có sự mà bám vô đối tượng đó. À, thì lúc đó là chi tâm này nó hoạt động là ném tâm quan tâm đó được rồi, nó đi chung với tham hay đi chung với sân hay đi chung với si gì đó. À, thì khi đó tâm nó có mặt trong 12 tâm bất thiện, nắm được chưa? Alo. Được chưa quý vị, nắm được hiểu ý này, hiểu ý này được mới đi xuống mấy kia được. Cái này cái một cái mình hiểu á, thì mấy mình sẽ hiểu hết à. À, tức là tâm sở tầm này là tâm sở biệt cảnh nè. À, cái tâm sở này nó quăng tâm sở với những tâm sở và những tâm khác quăng lên đối tượng, ném lên. Ví dụ như mình thấy một cái tô phở ngon này, thì thấy tô phở ngon á, cái tâm sở tầm quăng lên đối tượng liền, nó áp đảo và áp sát vô đối tượng liền. À, thì những cái tâm sở kia nó sanh theo chung đó, đi theo chung đó. À, và tầm tham sanh, tầm sân, tầm si si sanh đó. À, thì tâm sở tâm nó sẽ có mặt. Thì như vậy tâm sở tâm trước tiên là nó có mặt trong 12 tâm bất thiện, đúng chưa? Là 12 tâm bất thiện rồi ha, rồi hiểu rồi ha. Rồi bây giờ tới tâm vô nhân nó có 18, nãy mình ghi lộn nó 18 nhưng mà trừ cái ngũ song thức thì nó còn có 8 thôi. Ngũ song thức là gì, ai ghi ra được cái thức là gì không?
Bây giờ ghi ra mình đã hiểu được nha. Ngủ xong thức. Ngủ là năm, xong là một cặp, à, thức là tâm, là năm cái cặp đôi thức, năm cái đôi thức. Năm đôi thức là gì nhớ người ta? Alo. Ở trên đó tâm nè, 55 đó, tâm có mặt cái 55 tâm. Mới ghi xong thì giờ gọi chat, câu hỏi lại thì chat rồi. Nắm được chưa? Tâm phối hợp 55 nè. 44 tâm dục giới cộng 11 sơ thiền. Tức là gồm có 12 tâm bất thiện, 8 tâm vô nhân, 24 tâm dục giới tịnh hảo là 44. Cộng với 11 sơ thiền là 55. Rồi, bây giờ trước tiên là tâm là có mặt trong, lại có ghi chưa ta? 12 tâm bất thiện. Trước tiên là 12 tâm bất thiện thì tâm lại mới giải thích xong á, là nó luôn luôn có mặt trong 12 tâm bất thiện. Tham cũng có, sân cũng có, mà si cũng có. Bởi vì không có tâm thì tâm nó không thể mà quăng ném trên đối tượng được. À, thì như vậy bắt buộc phải có tâm trong 12 tâm bất thiện. Thì nắm được cái đó rồi không? Nắm được chưa? Rồi. Cái thứ hai là tám tâm vô nhân, mà tâm vô nhân thì nó có 18, nhưng mà đây chỉ còn có 8, à, tâm chỉ có mặt trong 8 tâm vô nhân, thì nó trừ ra ngũ song thức, tức là trừ ngũ song thức. Ngũ song thức là gì? Lão sư Nhật Quỳnh bó thử coi, ngũ song thức là gì? Kể ra, ai kể ra được không? Đúng rồi, xa thú, à, cảm nguyện bó là được rồi đó. Tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thiện và bất thiện, à, kêu là cặp, à, song thức, kêu là ngũ song thức. Ngũ là năm, song là hai, là thiện với bất thiện đó. À, thức là cái thức là như vậy là 10, cặp ngũ song thức là năm, là thành ra là 10, nó là 2 5 nhân 2 10, đúng không? Thì là 10 cái này á, 10 cái thức này là loại ra không tính. Được chưa? Nắm được chưa? Tức là 10 cái thức này nó không không có tầm. Bởi vì sao? Bởi vì cái nhãn thì nhĩ tỷ thiệt thân này nó sanh lên nó bằng một cái phản ứng máy móc, một phản ứng tự nhiên. À, chẳng hạn như giờ cái cảnh sắc, à, nó đi vô, nó đụng vô cái thần kinh nhãn, à, nó mới rọi chiếu vô trong cái dòng tâm thức, thì lúc đó cái nhãn thức bị tác động sanh lên, tự động sanh lên chứ nó không cần phải tầm vậy đó. À, cho nên cái nhãn thức này nó không cần phải có tâm sở tâm, nó vẫn sanh lên được như thường, à, bởi do tác động của ngoại cảnh tác động vào trong cái tâm, cái dòng tâm thức nó bị rung động rồi nó mới sanh lên, à, cái từ đó cái tâm nhãn thức nó phát sanh lên, nó nương nơi cái con mắt để mà nó làm thực sự là thấy cảnh sắc. Thì như vậy cái nhãn thức này nó sanh lên một cách tự động máy móc, không cần chỉ tâm, không cần tâm sở tâm. Bây giờ nó được không? Hello. Alo, nắm được cho tín hiệu đây, được không? Thì nhãn thức là không cần phải có tâm sở tâm, cũng như vậy nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức cũng vậy, nó cũng là tác động do máy móc một cách một phản ứng tự nhiên của nó phát sinh. À, ví dụ như âm thanh nó sanh lên, phát sinh âm thanh nó mới truyền tín hiệu vô, nó đụng vô cái thần kinh nhĩ, à, cái thần kinh nhĩ mới truyền cái tín hiệu nó vô trong dòng tâm thức, làm cho nhĩ thức phát sinh lên. À, thì như vậy là do sự tác động nhân duyên máy móc một cách tự nhiên như vậy nó sinh lên, nó không cần có tâm sở tâm, à, không cần có tầm áp tâm đến đối tượng gì đó, không cần phải cái sự trầm kiếm tìm kiếm, mà không cần, mà tự động là nó để đụng vô cái là nó sinh lên, đụng vô sinh lên tự nhiên vậy đó. À, thì như vậy nhãn thức cũng vậy, ý thức cũng vậy, tỷ thức cũng vậy, thiệt thức cũng vậy, thân thức cũng vậy, tức là năm cái đôi thức này, năm cái cửa đó, năm cái cửa nhãn nhĩ tỷ thân mắt tai mũi lưỡi thân là sanh khởi một cách máy móc tự động, không cần phải có tâm, cho nên cặp song thức này bị trừ ra, à, tức là 10 cái ngũ song thức này không có mặt trong tâm, mà nó chỉ còn lại có 8,
À, còn cái tám là gì đâu, quý vị liệt kê thử giùm cả nha. Liệt kê ra tám cái còn lại là gì đâu. Hello, hello, xem ru trên đường trời. Tám thức nữa là cái gì? Hello, tám cái tâm nữa. Ủa không ai thiệt ta. 18 tâm vô nhân là trừ cái cặp đôi thức ra, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ra, trừ 10 ra còn lại 8, thì 8 này là 8 cái gì? Cái gì phải nhớ học từ cái buổi đầu tiên sơ khai là đã học rồi. 8 cái gì? Cho Nguyễn đưa lên coi. Xin Nhật Quỳnh. Chết mấy ta. Chết thâu quan sát cái môn tiếng là bao nhiêu rồi? 1, 2, 3, 4, 4, 5 à. 8 đâu? Còn 3 cái nữa đâu? Có tài vậy. Nhà không có học ôn lại kỹ như vậy đó mà cứ dạy luôn đó, thì bảo đảm nữa gì học xong cũng chả hiểu gì luôn, không biết gì luôn. Thì quên đâu, chủ sĩ đâu mất rồi. Ba làm gì ra? Lắc vậy. À, còn 8 cái, 8 tâm nữa mà 8 tâm không ai kể ra được gì trời. Trừ ngũ xâm thức ra rồi, còn 8, 8 cái là cái gì? Kể ra. Ôi cha cha. Xích Nhật Quỳnh đâu, xích mấy ta suy nghĩ kỹ là coi, xích Phật Pháp gì đó, suy nghĩ là trật lất hết trơn rồi. Cái câu này nó hỏi rằng 18 tâm vô nhân à, mà trừ ra 10 trừ ra cái cặp ngũ song thức rồi thì còn lại 8 đúng không? Công thức là 10 là 18 trừ 10 còn 8 thì 8 cái đó còn lại là những loại tâm nào, kể ra. Cô tự duyên đâu nó mất tiêu hết trơn rồi, im ru hết nè. Này chắc phải cho học lại từ đầu nữa quá, mở lại lớp lớp 1 học lại tâm.
Rồi, bây giờ mời quý vị lên lên nói đi, rồi quý vị lên trình bày cho rõ đi. Bây giờ ngồi chát 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 không không đâu đâu trên. Rồi mời quý vị xung phong lên nói tám cái tâm còn lại là những tâm nào nha. Rồi, mời quý vị. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Tham Mà giá, Nam Mô Sang Kha giá. Dạ, tâm vô nhân thì gồm có 18, mà trừ 10 cái tâm cặp ngũ môn rồi, cặp song thức ra rồi thì còn lại 8. Dạ, đó là tâm tiếp thâu thọ xả, quả bất thiện. Tâm quan sát thọ xả quả bất thiện là 2, và về quả thiện thì cũng có tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện, tâm quan sát thọ xả quả thiện và tâm quan sát thọ hỷ quả thiện, cộng với 3 tâm duy tác, và đó là 10. Dạ con thấy là như vậy, không biết đúng không thầy? Sa thú chị Metta, Nam Mô Bích Hà giá. Một lần nữa con hành kính đảnh lễ chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ, nãy giờ máy của Nhật Quỳnh có chút vấn đề. Dạ, đạo tràng có nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, Nhật Quỳnh mở lại máy. Nhật Quỳnh xin trả lời câu hỏi của Huynh Kinh. Tám tâm vô nhân, 18 tâm vô nhân mà trừ 10 ngũ song thức thì còn một cặp tiếp thâu thọ xả, một cặp quan sát thọ thả là 4, một quan sát thọ hỷ là 5, một khai ngũ môn thọ xả, một khai ý môn thọ xả và một ứng cúng vi tiểu thọ hỷ là 8. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Rồi, xa thú, xa thú. À, đó, có vậy thôi, mà nãy giờ nửa tiếng đồng hồ chưa ai nói ra. Thì 18 tâm vô nhân trừ cặp ngũ sanh thức ra là trừ 10, còn lại cặp tích thâu, cặp quan sát là xả, cái quan sát hỷ là 5, rồi như 3 cái tâm di tác là khái ngũ môn, khái ngũ môn cũng vi tiếu, là 8 tâm còn lại là được liệt kê ra như vậy: 2 tích thâu, 3 quan sát và 3 di tác, đúng chưa? Tức là còn lại là 8. Thì như vậy tâm có mặt trong 8 tâm vô nhân còn lại, tức là tâm có mặt trong tâm tiếp thâu cũng có, quan sát cũng có, mà kháng ngũ môn cũng có, kháng ý môn cũng có, mà ưng cũng vi tiếu cũng có. Thì như vậy tâm nó có mặt trong những loại tâm đó trừ ngũ sanh thức ra, bởi vì ngũ sanh thức là nó phát triển một cách sanh khởi, một cách do tự nhiên tác động mà thành. Thì như vậy đó là chúng ta thấy là tâm có mặt trong 12 tâm bất thiện, trong 8 tâm vô nhân. Nắm được chưa? Rồi tiếp theo là trong 24 tâm dục giới. Trong 24 tâm dục giới. Rồi quý vị lên kể dùm 24 tâm dục giới dùm coi. Alo. Mời quý vị nha. Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nhật Quỳnh xin kể 24 tâm dục giới. 24 tâm dục giới thì gồm có 8 tâm đại thiện. Dạ, có phải đọc thọ xả thọ hỷ gì không Quỳnh? Hay là chỉ đọc cái hợp trí vô trợ không? Hỏi phải không? Dạ, vậy là có 8 tâm đại thiện. Rồi có 8 tâm đại quả là 16, có 8 tâm duy tác là 24 tâm. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Ơi, xa thú, xa thú. 10 điểm, 10 điểm. Giỏi à. Nhớ bài giỏi quá.
tưởng hồi cái này không nhớ nữa là thôi chắc chết luôn. Rồi thì như vậy là tầm nó có mặt trong 24 tâm dục giới luôn. À, trong 24 tâm dục giới tự gọi là 24 tâm dục giới tịnh hảo, bốn thiện bốn quả, bốn ý, tám thiện tám quả và tám di tác. À, tầm luôn luôn có mặt trong những loại tâm này. À, áp tâm được nó tượng mà quan tâm ném tâm được nó tượng thì tầm là phải có trong những cái loại tâm này. Rồi cuối cùng là 11 sơ thiền, đúng chưa? Có mặt tầm có mặt trong 11 sơ thiền. Rồi lên kể, ai kể được 11 sơ thiền này 20 điểm nha. Lên kể 11 sơ thiền coi. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ dạ huynh kinh chỉ dùm 11 sơ thiền thì nó gồm những tâm gì? Nhật Quỳnh nhìn đây thì chỉ có 8 tâm sơ thiền, còn 3 tâm nữa nó nằm ở đâu sư? Huynh chỉ dùm ạ. Dạ 11 tâm sơ thiền Nhật Quỳnh nhìn thì chỉ có 8 tâm sơ thiền thôi, vậy là còn lại 3 cái tâm nữa. Dạ mời lên hả, mời Quỳnh hả, sao chị được? Dạ mời Quỳnh lên. À, xa thú và Phật pháp là trình bày đúng ha, là sư Nhật Quỳnh cũng quên mất tiêu luôn rồi, Châu Nguyễn cũng quên rồi, cô Meta cũng quên rồi, gì đó nhiều người vậy đã học rồi sao quên tới người ta chết cha. Sơ thiền là có ba cái sơ thiền sắc giới, và thiện sơ thiền, quả sơ thiền, di tác sơ thiền, sắc giới. Đọc hàng dọc xuống á, đều bản điêu đọc hàng dọc xuống, nhớ chưa? Thiện quả di tác sơ thiền, đọc hàng dọc xuống là ba cái nút tròn 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 đó. Rồi xuống nữa là về siêu thế thì nó có bốn bốn cái sơ đạo, bốn cái sơ quả, bốn bốn tám tám ba 11 là 11 sơ thiền. Nắm được chưa? Chị Meta nắm được không? Alo. Trong Nguyễn nắm được không? Rồi, bây giờ một câu hỏi nữa, tại sao tâm nó lại có mặt trong sơ thiền? Rồi mời quý vị lên giải thích cái vấn đề này, tại sao tâm nó lại có mặt trong sơ thiền? Ai lên trả lời giùm nha. À, xa thú thanh 119 chứ. Vì tâm là chị của sơ thiền sắc giới. Mà chị chứ không phải là anh.
rồi chi đúng rồi, sao tới chọc mà chọc chọc thanh 119 tâm là chị của sơ thiền sắc giới. Thì trong cái sắc giới, sơ thiền sắc giới hay là sắc giới hay siêu thế gì đó, nó cũng là có năm chi: tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Thì cái sơ thiền này còn có tầm, thì là năm ba cái sơ thiền sắc, bốn tám cái sơ thiền siêu thế, thì nó cũng có đủ năm chi: tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Tức là do đó chi tầm nó có mặt trong 11 cái tâm sơ thiền. Rồi tổng kết lại, đọc lại ha, tức là tâm. Ủa rồi Châu Nguyễn mới chạy nó mất tiêu, boss bài rồi, chủ sĩ chạy nó mất luôn rồi. Nhưng nãy mình nói là mình học là tầm có 55 tâm, tức là phối hợp với 55 tâm, tức là 44 tâm thiện, 44 tâm dục giới. 44 tâm dục giới là gồm 12 tâm bất thiện, 8 tâm vô nhân, 24 tâm dục giới, là 44 không? Là 44 tâm dục giới cộng với lại 11 sơ thiền là 54 tâm, 55 tâm. Thì tâm có mặt trong 55 tâm. Bây giờ nắm được phần này chưa? Và cái đầu tiên này nó nắm được cái này, nó là mình nắm được là mình sẽ đi xuống cái dưới nó dễ hơn. Hiểu không? Có gì nó hiểu được này không? Tức là tâm nó có mặt trong 55 tâm, tức là bao gồm có 44 tâm dục giới, tức là 12 tâm bất thiện. À, tức là tâm nó phải có mặt trong tâm bất thiện, không có tâm thì không thể nào có bất thiện sanh khởi được, cho nên phải có tâm. Trong 12 tâm bất thiện, trong 18 tâm vô nhân thì nó trừ cái 10 ngũ sân thức ra, rồi còn 8 tâm vô nhân, rồi 24 tâm dục giới là phải có tâm sơ tâm, và 11 sơ thiền là một trong những chi thiền. Thì như vậy tâm sơ tâm có mặt trong 55 tâm là được trình bày như vậy. Thì khi chúng ta đọc cái Pali nãy, đọc cái phần Pali mình có thấy là sẽ trình bày, mình thấy bây giờ mình đọc rồi mình đọc lại mình sẽ thấy nó rõ ràng hơn. Rồi đó là tâm sở tầm, nắm được không? Nắm được không? Qua tâm sở mới được không quý vị? Qua được chưa? Qua được ha. Rồi tâm sở thứ hai và tâm sở tứ phối hợp với 66 tâm, nãy và ghi tứ là có 66 đúng không, ghi lại tứ là có 66 tâm, tứ có 66 tâm, tức là 55 lấy từ ở trên đó là 55 tâm ở trên lấy xuống, tức là của tâm á lấy xuống cộng với 11 nhị thiền. Tức là nó là 66 là như vậy, ý nghĩa người ta nói là lấy 55 tâm trên đưa xuống đó, tức là tại vì nó cũng có như những cái tâm mà tầm nó có mặt, tức là nó cũng có 12 bất thiện, 8 vô nhân, 24 tâm dục giới, và 11 sơ thiền, có cộng thêm 11 nhị thiền nữa. 11 nhị thiền cũng vậy, tức là ba nhị thiền sắc giới, bốn nhị nhị thiền đạo và bốn thiền quả, đi hàng dọc xuống đó, thì như vậy mình có 11 nhị thiền. Thì như vậy lấy 55 tâm của tầm cộng với thêm là 11 nhị thiền nữa, tức là chi thứ hai là chi tứ. Tầm tứ phỉ lạc định đó, thì lấy chi thứ hai là chi tứ của nhị thiền. Thì 55 cộng với lại 11 thì ra 66 tâm. Tứ nó có mặt trong nhị thiền. Cho nên như vậy nó tứ cũng có mặt trong sơ thiền. Như vậy thì tứ tâm sở tứ thì nó có được 66 tâm là như vậy. 55 cộng với thêm cái 11 cái nhị thiền nữa. Nắm được không? Alo. Cảm được không? Cái tầm rồi, hiểu được cái tầm mình qua cái tứ thì nó dễ, dễ liền ha. Nãy cái tầm đầu nó hơi lúng túng chứ không? Xích tay hiểu không? Xích Nhật Quỳnh hiểu không? Quý vị có ai nắm được không? Nắm được thì qua tiếp, còn không nắm được thì mình làm tiếp lại. Được không? Rồi cho qua ha. Tầm là tứ ha, tầm 55, tứ 66 có rồi ha. Rồi thắng giải có 110, 70 nãy ghi lại nhiêu? 110 hoặc là 78 đúng không? 110 hoặc 78 thì giờ mình lấy con số là 78 đi, cho nó gọn dễ tính không? Lấy con số 78 đi.
một gọi 78 à, 78 ta một là hoặc là 110 ha. Trừ ngũ sân thức và trừ nghi, tức là trừ ra 11, ngũ sân thức là 10, nghi là một nữa là 11, thì 110 mà trừ cho 11 là 121 trừ 11 còn 110, hoặc là 89 trừ cho 11 còn 78. Đúng chưa? Nếu nói gọn là sao, tức là đạo quả đó, nếu nói gọn người ta chỉ lấy là bốn đạo bốn quả thôi, là có 8 thôi. À, còn nếu nói rộng thì ra tới 20 đạo 20 quả lận. À, thành ra giờ lấy 8 bốn đạo bốn quả thì trừ ra là 32. À, thì còn trừ 32, ví dụ 110 trừ 32 còn 78. Đúng chưa? Rồi, bây giờ mà là thắng giải nè. Từ từ ha, thì đó đọc lại là thắng giải nè. Là giờ mình lấy 78 đi, mình dễ tính nha. Giờ mình lấy 78 tâm. Trừ ngũ sân thức. Tức là 78 tâm là trừ ngũ sân thức là 10, trừ nghi là 11, tức là tổng cộng là 89 nha, mà trừ là 11 là còn 78. Tâm tổng cộng có 89 thôi. Trừ 11 là 78. Nắm được cái 78 này chưa? Nắm được số 78 chưa? Bây giờ ghi vậy đi, ghi là tâm tâm có 89, có 89 trừ ngũ sân thức, tâm 89 đúng là bây giờ khoan giờ ghi cho gọn nữa nha, tâm có 89 trừ ngũ sân thức trừ nghi là còn 78, tức là bằng 78, đúng chưa? Giờ mình ghi đó đi, 89 trừ ngũ sân thức trừ nghi bằng 78. Bằng 78. Đúng không? Rồi giờ tâm có 121. Nếu mà tính 121 á, tâm có 121 trừ ngũ sân thức trừ nghi bằng 110. Mốt nữa là trừ ngũ sân thức trừ nghi là 11 mà bằng 110. Đó thì như vậy tại sao mình nói là thắng giải là có 110 hoặc là 78 là như vậy. Nắm được cái chỗ này chưa? Quý vị nắm được này chưa? Giờ mình phân ra vậy mình thấy rõ ha, mình ghi ra hai thành phần này mình thấy rõ liền ha. Nếu mà tính theo 89 thì nó trừ ra 11 là còn 78. Còn mà nếu mà tính 121 thì nó trừ ra 11 là còn 110. Đúng chưa? Là thấy được hai cái vấn đề này luôn một cách rõ ràng. Nắm được chưa? Alo. Xin mấy bà nắm là gọi xin đi quên nắm được không? Alo. Thì quên được không? Nó hỏi lại cái la làng nó không hiểu gì nữa nha. Rồi nắm được ha. Rồi bây giờ mình đi vô vấn đề là cái này là tâm sở gì quý vị mới học cái tâm sở gì là thắng giải đúng chưa? Tâm sở thắng giải là cái ý nghĩa là gì? Tức là một sự quyết định. À, sự quyết định gọi là thắng giải. Thì cái khi mà có sự quyết định á, cái tâm sở thắng giải này á, thì cái ngũ sân thức thì không có thể tính vô được rồi. Để cặp ngũ sân thức là nó là phát sinh máy móc, nó không cần nó tầm, không cần tứ mình thắng giải vậy đó. À, là ra nó trừ cái thắng giả ra, đây là trừ cái ngũ sân thức ra đúng chưa, rồi nó trừ luôn cái nghi. Bởi tại sao trừ nghi? Bởi vì khi một người mà đã có khởi cái sự quyết định làm gì rồi thì cái nghi này nó không có mặt được. Tại vì khi mình còn nghi tức là mình còn phân vân lưỡng lự, mình còn không có quyết đoán, mình không còn có sự quyết định làm gì. À, là ra khi mà thắng giải được sanh khởi thì nghi được đoạn trừ. À, nghi sẽ không có mặt. Thì như vậy thắng giải không có mặt nghi, không có mặt ngũ sân thức, như vậy còn lại là
115 trừ 100 trừ 11 còn 115. Thì đó là ý nghĩa của tam sở thắng giải, tại sao nó không có ngủ trong thức mà nghi. Đúng chưa? Ý nghĩa vậy rõ rệt chưa quý vị? Dễ hiểu chưa? Có dễ hiểu không? Rồi ha, ok. À, tức là khi mà thắng giải nó có mặt thì nghi nó không có mặt, nghi ngờ phân vân những lự thì chắc chắn là không có mặt trong khi mà thắng giải nó có hiện hữu. Thì mình nói cái sự đoạn trừ đó không phải là đoạn trừ hoàn toàn nha, tức là nó chỉ không có hiện hữu thôi. Bây giờ mình hiểu lộn cái thắng giải diệt trừ hoài nghi là nó mệt á, không phải nha. Rồi ha, rồi qua cái thắng giải ra, bây giờ mình tới cái cần. Cần ghi cần ra đây, cần có nãy ghi nhiêu là 73 hoặc 105 tâm, 73 hoặc 105 tâm. Rồi giờ nếu tính theo tâm có 89 á, thì mình ghi tâm có 89 mà trừ đi không, vậy nếu còn 105 tâm thì tính 73 đó, thì tại sao tính 73 thì tâm mà có 89 trừ cho ngũ song thức trừ ngũ môn hướng tâm trừ hai tiếp thâu trừ ba quan sát, tức là trừ ngũ song thức là 10, trừ ngũ môn hướng tâm là 1 là 11, trừ hai tiếp thâu là 13, trừ ba quan sát là 16. Thì như vậy là 89 mà trừ cho 16 phải còn 73 quá vậy. Tâm sẽ cần 73 105 tâm, đúng rồi. Bây giờ tâm có 89, bây giờ về khoan khoan ghi khoan ghi, giờ là 73 hoặc 105 tâm, mở ngoặc trừ ngũ song thức, mở ngoặc trừ ngũ song thức trừ ngũ môn hướng tâm trừ ngũ song thức trừ ngũ môn hướng tâm trừ hai tiếp thâu, trừ hai tiếp thâu trừ ba quan sát, từ hai tiếp theo từ ba quan sát, rồi đóng ngoặc lại. Rồi như vậy là nó trừ hết nhiêu ra tâm, 10 ngũ sinh thức là 10, ngũ môn tâm là kháng y môn ấy, kháng ngũ môn á, ngũ môn tâm là kháng ngũ môn là 1 là 11, hai tiếp thâu là 13, ba quan sát là 16, đúng chưa? Tại 16 cái gì, 10 11 13 16, rồi 16 16 cái bị loại trừ ra, thì như vậy 89 tâm thì mình ghi là tâm có 89 trừ 16
bằng 73. Tâm có 89 trừ 16 bằng 73. Tâm 89 trừ 16 đúng rồi, bằng 73. Xa thứ, xa thứ. Rồi giờ tính tâm có 121 thì mình ghi tâm có 121 trừ 16 thì bằng nhiêu? Tâm có 121 trừ 16 bằng 105. Đúng chưa? 105. Rồi, tức là nếu mình phân ra mình tính như thấy rõ rồi ha. Tức là nếu mà tính tâm có 89 á thì trừ 16 thì còn lại là 73. Tức là 73 tâm, tâm sở cần nó có mặt trong 73 tâm. Còn nếu mà tính tâm 121 á thì nó trừ cho 16 thì còn 105 tâm. Thì như vậy tâm sở cần nó sẽ có mặt trong 105 tâm. Là như vậy. Tức là nói chung là tâm sở cần nó có mặt trong 73 hoặc 105 tâm. Nếu nói gọn là 73, nếu nói rộng ra là 105 tâm. Là tâm sở cần nó có mặt. Nắm được không? Và tại sao nó không có trong những cái loại tâm đó, không có trong 16 tâm. Tức là trừ ngũ song thức, thì như chúng ta đã biết ngũ song thức là nó phát sinh cái máy móc, là không cần có những cái tâm sở bị cảnh. Cần không có, mà thắng giải cũng không có. Thì như vậy tâm sở cần nó không cần có ngũ song thức. Nắm được cái này chưa? Ngũ song thức không cần có tâm sở cần, không cần có sự tích cực siêng năng năng nổ, đụng đụng cảnh là nó sanh lên, đụng cảnh sanh lên, là ngũ song thức này không cần. Không cần có cần. Nắm được không? Rồi ngũ môn hướng tâm, tức là tâm khác ngũ môn. Tức là tâm kháng ngũ môn này là một cái loại tâm nó phát sanh do ngoại cảnh tác động vào một trong năm môn, tức là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Tức là khi mà cảnh sắc tiếp xúc vào nhãn môn, tức là tiếp xúc vào cái con mắt hay là tiếp xúc vào cái thần kinh nhãn, thì nó truyền tín hiệu, nó báo những cái tín hiệu, báo những cái sóng âm sóng vô trong trong não. Thì nó đụng vô cái dòng tâm thức, thì khi nó đụng vô dòng tâm thức đó, làm cho cái tâm thức rung động dứt dòng, thì kháng ngũ môn nó sanh lên, thì cái tâm ngũ kháng ngũ môn mình nó sanh lên. Nó không cần phải có cần làm gì chứ, cũng phát sanh một cách máy móc chứ được. Thì vô tiếp đụng vô cái dòng tâm thức thì ngũ môn tâm nó quay, nó hướng về cái cửa đó liền. Nếu là cảnh sắc thì ngũ môn tâm nó hướng về cái cửa mắt, đúng chưa? Nếu là âm thanh thì cái ngũ môn hướng tâm nó hướng về cái lỗ tai. Và nếu là cái lỗ là cảnh khí thì nó hướng về cái lỗ mũi. Nếu mà là cảnh vị thì cái ngũ môn hướng tâm nó hướng về cái lưỡi, cái thần kinh thiệt. Và nếu là sự xúc chạm thân thì ngũ môn hướng tâm nó hướng về thân. Chỗ nào trên thân là nó hướng về chỗ đó. Thì như vậy ngũ môn hướng tâm này bị loại trừ bởi vì nó cũng phát sinh một cách máy móc do tác động của ngoại cảnh, nó không cần có tầm có tứ gì đó. Quý vị nắm được không? Alo, không còn có cần. Cái này cần mình đang học cái cần ha, tức là cần
cần nó không cần con cũng quan tâm. Rồi nó trừ tiếp hai cái tiếp thâu, hai tiếp thâu tức là hai cái tâm tiếp thâu á, tức là khi mà cái cảnh nó vô cái thứ gì, ví dụ như cảnh sắc nó vô con mắt thì ngũ môn hướng tâm sanh lên để mà hướng về đối tượng. Rồi cái nếu mà cảnh sắc thì nhãn thức nó sanh lên để nó bắt cảnh sắc, nhãn thức sanh lên mới chụp cảnh sắc nó quăng vô trong dòng tâm thức cho cái thằng tiếp thâu nó xử lý. Thì nó quăng vô cái đùng vô cái thằng này nó chuyển gì vậy, em dụ nó là nó cầm đồ vô thôi chứ nó không cần biết gì hết, nó không cần phải siêng năng tích cực gì để đưa vô nó lượm, nó thâu vô thì như vậy trừ luôn hai tiếp thâu, không cần có tâm sở cần. Chúng ta sẽ cần không cần hai tiếp thâu. Rồi hai tiếp thâu này nó vô, nó đưa vô cái tầm quan sát, quăng vô tầm quan sát thì nó chỉ nhiệm vụ nó quan sát cảnh. Thì như vậy nó trừ luôn quan sát luôn, tức là ba cái tầm quan sát này không có luôn. Thì như vậy tâm sở cần nó chỉ có 105 tâm, trừ ngũ song thức, trừ ngũ môn hướng tâm, trừ hai tiếp thâu, trừ ba quan sát. Bởi vì những cái tâm đó thì nó làm việc do nó tác động một cách giống như là máy móc nó phát sinh ha, nên là không cần phải có tâm sở cần. Rồi cái gì nắm được chưa? Hello hello tới đây làm sao rồi, tới đây sao rồi, nắm được không? Dễ mà đọc cái mình hiểu liền, dễ ủi có gì ha. Châu Yến hiểu liền. Rồi, giờ đọc lại lần nữa, tâm sở cần có mặt trong 105 tâm hoặc là 73 tính theo hẹp rộng hẹp ha. Bởi vì nó không có ngũ song thức, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân không có. Kháng ngũ môn cũng không có. Hai tiếp thâu cũng không có. Ba quan sát cũng không có. Thì như vậy cần nó không có trong 16 tâm mà nó có mặt trong 105 tâm còn lại hoặc là 73 tâm còn lại. Rồi, nắm được không? Bài này cũng hơi hơi gay go chứ. Chịu khó qua bài này để qua bài khác nó dễ chứ. Nhẹ lửa. Nó lạ quá. Nghe nghe cả chúng tôi giờ rồi mình đọc lại, mình coi cái sơ đồ lại mình cũng nhức cái đầu luôn. Không đều nhức cái rồi. Giờ tới hỷ, tâm sở hỷ có mặt trong 51 tâm hỷ có mặt trong 51 tâm trừ hai tâm sân, 55 tâm xả, hai thân thức và 11 tứ thiền. Nó trừ một loạt những cái tâm là hết, là còn có 51 tâm. Bây giờ là trừ hai tâm sân, 55 tâm xả, hai thân thức, 11 tứ thiền là nhiều, tất cả là nhiều. Hiểu quý vị? Lắc cộng cho hay trời, trừ cộng cho hay trời, hai tâm sân nè, 55 tâm xả nè, hai thân thức nè, 11 tứ thiền, mà sao tới 7 dòng dữ. Đúng không? Này nó cũng lộn xộn cái này rồi.
phải chuột đúng là hổ sư kỳ. Khoan khoan đảo xíu nha, coi cái sơ đồ chính lại như coi cái bản chính lại cái chỗ này nên có cái gì rắc rối chỗ này rồi đây. Đúng không, đúng rồi ha, đúng đâu đâu có đặt hết ta, để coi lại xíu nha, dò lại cái. Đúng rồi mà à, đúng mà, hai tâm sân 55 tâm xã hai thân thức 11 đúng rồi, trừ là ủi bảy dục đúng rồi, rồi sao đi còn lại 51 đúng chưa, 70 chia 51 70 đúng hả, 70 với 51 đúng rồi, 121 đúng rồi, 121 tâm đúng rồi, sorry chồng Nguyễn, chồng chồng đúng thì nói chồng sai chẳng thì khi lại tâm sở hỷ có mặt trong 51 chứ phải 55 lộn, tại cái đầu tôi nó lộn xộn cái số đâu kia à, có mặt trong 51 tâm trừ hai tâm sân à, trừ 55 tâm thọ xả trừ hai tăng thức trừ 11 tứ thiền là 70, 70 trừ ra 121 trừ 70 thì còn à, 51 đúng hả, rồi chính xác không, có gì lộn xộn đó không, cái số này mình đọc cái số trên số dưới lát nó cũng khùng luôn hết hồn, cộng cộng chẳng được xuống rồi đúng không, cộng giờ đúng không, rồi giờ mình nắm được không, nắm được mình đi vô vấn đề tâm sở hỷ là cái tâm sở mà nó làm một cái phận sự là quan hỷ vui vẻ, quan hỷ phấn khích với đối tượng và hỷ đúng không, thì nó hỷ á, thì đương nhiên nó phải trừ hai tâm sân, hai tâm sân thuộc về thọ ưu thì nó không thể có hỷ được à, như vậy là trừ hai tâm sân là hợp lý đúng chưa, bây giờ đồng ý không, đồng ý cho cái bông này, cho cái bông lên đi là mình nắm được cái này liền, số thì không quan trọng, quan trọng ý nghĩa nó ha, chính xác ha, đúng không, trừ hai tâm sân là hợp lý không, rồi ok hợp lý rồi, giờ 55 tâm thọ xả thì tâm sở hỷ thì nó có mặt trong trong tâm thọ xả không, là những cái tâm mà có cái màu xanh lè đó à, thì không có đúng rồi, vậy thì như vậy là 55 cái tâm thọ xả này hỷ nó cũng không có mặt luôn, thì vậy trừ luôn cái nữa là 55 thọ xả. Bây giờ tại sao hai thân thức mà không có hỷ, bởi vì trình bày thế này, hai thân thức không có hỷ thọ khổ thọ lạc đúng rồi, xa thứ thân thức thọ khổ thứ lạc thành ra hỷ không có mặt trừ trong hai thân thức ra luôn đúng rồi, xa thứ rồi, giờ 11 tứ thiền, tại sao 11 tứ thiền, tại sao trừ ra 11 tứ thiền luôn, tại sao quý vị ơi, xa thú tứ thiền không còn thì vô đúng rồi, tao tứ thiền là nó loại trừ hỷ luôn ha, tầm tứ hỷ lạc định thì tứ thiền loại từ tầm tứ hỷ thì hỷ không có, thì như vậy tứ thiền không có hỷ luôn, thì như vậy mình trừ ra được hai tâm sân 55 tâm xả hai thân thức thọ khổ thọ lạc và 11 tứ thiền là không có hỷ, như vậy là mình đã trừ ra được 70 cái loại tâm à, không có hỷ, còn lại là 51 tâm có hỷ, cái nào trừ ra thì cái còn lại thì nó sẽ có đúng chưa, rồi đó là tâm sở hỷ, mình qua được cái phần đó không, qua qua được cách ngoạn mục ha, chút xíu đổ tội cho Châu Nguyễn cộng sai sorry nha, sorry nha. Rồi còn cái cuối cùng à, cái cuối cùng là mình học mà xong rồi ha, là tâm sẽ gì nữa, cuối cùng là dục
dục dục ghi ra đây, dục 101, 101 hoặc là 69 đúng không? Nãy có ghi rồi ha, 101 hoặc là 69. Là trừ 18 tâm vô nhân, trừ 2 tâm si. Trừ 18 tâm vô nhân, trừ 2 tâm si. Rồi. Giờ nếu mình tính tâm có 89 ha, tâm có 89 mà trừ đi 20, 18 với 2 là 20 phải không? 89 trừ 20 thì bằng 69. Đúng chưa? Tâm có 89 trừ 20 thì bằng 69. Rồi đúng ha. Rồi nếu mà tính tâm 121 thì 121 trừ 20 là phải còn 101 không? Rồi nếu tính tâm có 121 trừ 20 thì bằng 101. Tám chín với chín tám vậy, trăm hai mốt trừ hai dầu còn 101 đúng rồi đó. Rồi nhà Châu Nguyễn viết đúng rồi, Nhật Quỳnh viết sai rồi. Rồi thì như vậy giờ mình sẽ thấy rằng trong cái tâm sở dục này đó thì nó không có cái gì, tâm sở dục không có 18 tâm vô nhân tức là tâm vô nhân là không cần có cái sự có dục, không cần có cái sự là mong muốn mà sự ước muốn gì đó, thì những cái tâm vô nhân này nó tự động nó phát sinh một cách là ngoạn mục riêng của nó là tâm sở dục không có là trừ là 18 tâm vô nhân. Rồi cái quan trọng là trừ 2 tâm si. 2 tâm si là gồm 2 tâm si gì quý vị? 2 tâm si gì đây? Hoài nghi phóng dật. Rồi đúng là xa thứ tâm si hoài nghi và tâm si phóng dật, thì khi đã hoài nghi thì làm sao có sự dục trong đó ha, không có ai mà muốn hoài nghi, không có ai gì mà có sự muốn hoài nghi, mong muốn hoài nghi hoặc là tâm phóng dật chạy nhảy loạn động, không ai muốn tâm mình loạn động thì như vậy tâm sở dục nó không có mặt trong hoài nghi và phóng dật, hai cái tâm si đó. Thì như vậy cuối cùng tâm tâm sở dục nó trừ được 20 loại tâm là 18 vô nhân và 2 tâm si, nó còn lại là 121 hoặc là 69 tâm. Rồi quý vị nắm được chưa, nắm được bài này không? Alo cho biết đi, nắm được không thì đi cái phần tổng kết luôn nha, phần tổng kết cuối cùng nắm được ha. Rồi, về ạt ha. Uống mỗi người uống ngang viên 2 viên Tylenol vô thì mình nhức đầu, 2 viên Tylenol thì mình nhức đầu nhưng mà mình học được mình thấy vui lắm, mình học mình hiểu được cái bài này, mình nắm được cái ý, mình thấy tuyệt vời lắm, thấy đúng vi diệu pháp thì quả thật là nói ngay trong cái tâm thức của mình một cách ngoạn mục, rất là hay, rất là xa lắm. Rồi phần kết này nha, kể theo thứ tự các loại tâm này, kể theo thứ tự của các thứ tự các loại tâm này có và không có tâm sở vị cảnh.
kể theo thứ tự các loại tâm này có và không có tâm sở vị cảnh. Xuống dòng có hai chấm. Có hai chấm. 55 tầm. 55 tầm. Rồi gạch cái 66 tứ. Rồi gạch cái 55 tầm, 66 tứ. 78 tháng giải. 78 tháng giải. Bảy mươi ba cần. 73 cần. 51 hỷ. 69 dục. 73 cần. 51 hỷ. 69 dục. Được chưa? Thì bây giờ đọc lại nha. Có, tức là những cái tâm sở có là 55 tầm, 66 tứ, 78 tháng giải, 73 cần, 51 hỷ, 69 dục. Tức là có, nó có những cái tâm sở bị cảnh này đọc đây. Rồi không, cái dòng không, hai chấm. Sáu mươi sáu tầm gạch gái 55 tứ gạch gái 11 tháng giải gạch gái 11 tháng giải 16 cần 70 hỷ 70 hỷ hai mươi dục. Rồi. Rồi, vì thấy cái phần này không biết có hiểu không ha. Bây giờ khi nói có, tức là có những tâm sở biệt cảnh trong 55 tầm. Thứ nhất là 55 tầm là nó có tâm sở tầm này trong 55 tâm. Đúng chưa? Nãy mình học ra cái bản sơ đồ nãy thấy ha. Là có 55 tầm. Tầm có 55 tầm. Rồi 66 tứ, tức là lấy 55 cộng 11 nhị thiền là 66 tứ. Rồi tới 78 tháng giải, 78 hoặc 110 á. Giờ đem lấy 78 cho nó dễ thôi, lộn xộn. 78 tháng giải. 73 cần, tức là 73 tâm có mặt trong trong cần hoặc là 105, 73 hoặc 105 à. Rồi 51 hỷ có mặt à, rồi trong tập sở hỷ có 51 tâm. Rồi 69 dục. Thì như vậy có là 55, 69, 78, 73, 51, 69 là có mặt. Bây giờ không có mặt, tức là không có mặt là không là ngược lại. Tức là 66 tầm, tức là ở trên là 55. 55 tầm có mặt thì còn lại là 66 thì không có mặt tầm, không có mặt tâm sở tầm này. Quý vị nắm được không? 55 với 66 là khoảng 121 không? Lắm rồi ha, tức là hãy có 55 thì không có là vậy là còn lại là số còn lại số dư lại là 66 à, còn lại là 121 ha, 66 55 121. Đúng chưa? Tức là cái không.
rồi cái có 66 tứ thì nó lại không, và ở dưới là 55, 55 với 66 cũng là 121, rồi nó ngược lại. Để có 66 thì tứ thì có mặt trong 66 thì đương nhiên là 55 tâm còn lại nó sẽ không có tứ. À thì như vậy 66 với 55 là 121. Không được chưa? Dễ không? Mới đầu đọc cái gì không hiểu, vậy đâu coi này hiểu không? Rồi bây giờ 78 là có thắng giải. À, không có là 11. 78 với 11 là có phải 89 không? À, 89 là nói theo cái số 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 hẹp là 89. À. Đúng chưa? Thắng giải là không có là 11, là cộng với là 78 là có là thành là 89. À, là tính theo là 7. À, còn còn tính theo 110 á, thì là bạn bè là 110 cộng với 11 là 121. Cũng vậy thôi ha. Nắm được chưa? Rồi, thấy không có là 16, cần không có là 16. 16 cần không có thì cộng với lên trên là có là 73. À, 73 với 16 là phải 89 không? Đúng chưa? Rồi, không có hỷ là 70. Ở trên có hỷ là 51. 70 với lại 51 là 121. À, tính rộng ra là 121, là 70 hỷ là không có, 51 hỷ có. À, tức là có hỷ là 51 thì còn lại là 70 là không có. Rồi không có 20 dục là không có. Ở trên là có là 69. 69 là tính hẹp á, 69 cộng 20 là 89. Thì như vậy có 80 có 20 dục là không có, 69 dục có. Thì như vậy là chúng ta thấy là có chứ không có là nguyên do đó. Và bây giờ mời xin Nhật Quỳnh lên đọc cái Pali, cái phần chót của cái bài này đó, cái phần chót của Pali cái bài này đó, xin bó là cái phần cuối đó, cái phần cuối của nó đó. Mới là mình quý vị đọc chắc quý vị không hiểu, nhưng mà giờ mình học này rồi hiểu liền à, phần cuối đó. Rồi đó, tiếng Việt luôn, bó tiếng Việt luôn, phần cuối bó tiếng Việt ra. Rồi đó, mời Sĩ Quỳnh lên đọc chậm chậm để cho quý vị dò theo nha. À, chúng tôi coi lại xíu. Dạ, Nam Mô Bích Thắng. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Xin lỗi Nhật Quỳnh rất mít nha. Xin lỗi Nhật Quỳnh, xin đọc lại ạ. Rất hoài nhắm mang cho Nguyễn. Quỳnh này nó dông mưa nên nó mít không chắc. Dạ xin đọc lại ạ. Tề ba na chít tức bà đà gia thát ca măng cha sát thi bàn cha bàn nhà sát e ca đa sát cha sô đa sát sát ta tị quỳ sát tị chê qua ba kinh na ca quy quát chi ta bàn cha bàn nhà sát cha sát thích tha sát ta tị sát ta tị e các bàn nhà sát chê cừu na sát ta tị sát ba kinh na ca kể theo thứ tự các loại tâm này là 66, 55, 11, 16, 70 và 20 không có tâm sở riêng biệt. 55, 66, 78, 73, 51, 69 phát sanh cùng với các loại tâm sở riêng biệt. Dạ Nam Mô Bích Tha, dạ mời Vinh Kinh trở lại đạo tràng ạ. Rồi, xa thứ rồi bây giờ quý vị đọc thấy không, thì bây giờ mình sẽ
trong quyển post cái phần có với không lên lại, post lên hai cái phần đó, có với không, hai cái phần đó lên, mình so lại cái câu câu nói trên ha. Rồi, có 55 nè, 66 nè, 78, 73, 51, 69 là có. Không là 66, 55, 11, 16, 70, 20. Bây giờ mình đọc cái câu của cái phần này, kể theo thứ tự các loại tâm này nè. 66 là cái phần không á, đây nó ngược ha, phần không là 66, 55, 11. Đúng chưa? 11, 16, 17 và 20 không có tâm sở riêng biệt. Thì mình học là không nè, là 66, 55, 11, 16, 70, 20 là không. Đúng chưa? Đúng không? Rồi bây giờ hãy nó ngược lại thì có. Thì có là sao đây? 55 là có nè, 66 là có nè, 78 tháng giải là có nè, 73 cần là có nè, 51 hỷ là có ha, 69 dục là có, cùng phát sanh với loại tâm sở riêng biệt, là tâm sở biệt cảnh đó, dịch là tâm sở riêng biệt. Như vậy đó là cái câu đó là chúng ta sẽ hiểu theo cái phần mình mới vừa học xong, tức là cái có là như vậy, không là ngược lại, tức là nó những cái loại tâm nào không có trừ ra thì đó là như vậy. Là quý vị hiểu không? Quý vị nắm được cái phần của cái bài đọc cái gì là tiếng Việt, quý vị nắm được chưa? Tức là 55 có thì 66 không, 66 có 55 không, thì ngược lại thôi, là cái có cái không, cái có cái không, hãy này có cái này thì không có cái kia. Ví dụ như cô Nhật Quỳnh có mặt cái room này thì cô sẽ không có mặt cái room kia. Thì cô có mặt lúc kia thì sẽ không có mặt lúc này, vậy thôi đó. Rồi như vậy là hôm nay chúng ta đã học xong được cái phần tâm sở và tâm phối hợp, rồi về 13 tâm sở tự tha trước, học được 13 tâm sở tự tha hôm nay. Quý vị không biết có quan hỷ có hiểu không à? Alo, xin quý vị lên cho biết ý kiến này, mọi người cho ý kiến để quý vị tiếp tục được hay không nè. Rồi xin mời cô Mít Ta, cô Nhật Quỳnh, Châu Nguyễn, nắng chiều thanh này kia nọ, vân vân vân, mời quý vị lên cho biết ý kiến ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ, thầy muốn hỏi là bây giờ mấy ta phải nói cái gì thầy? Ý về bài này. Dạ, thì hôm nay thầy giảng về cái tâm sở phối hợp. Đó là riêng về cái tâm sở tự tha là có 13, thì chia làm hai nhóm là tâm sở biến hành thì có 7, và tâm sở biệt cảnh thì có 6. Và cái sự phối hợp của các tâm sở này vào trong các trong hai 121 loại tâm, hoặc là phối hợp với 89 loại tâm. Dạ, Meta cũng có nắm được bài thầy, nhưng mà chắc là về phải xem lại, học lại và nghe lại cái bài giảng của thầy qua cái mấy cái bài mà của cô Nhật Quỳnh hoặc là của Thi Lâm đưa lên đó, thì thường đó là Meta phải nghe lại 2-3 lần thì mới nắm được hết thầy, mà cũng chưa chắc là hết nữa.
Dạ, phải nghe, phải học, phải nghe lại rồi phải coi bài lại nữa thầy. Dạ, đó là ý kiến của Meta là như vậy. Chứ còn ngay bây giờ thì cũng có nắm rồi, nhưng mà nó còn lộn xộn chưa có chắc lắm á thầy. Dạ, đó là cái ý của Meta là như vậy. Dạ thôi Meta nhường cho quý vị khác. Dạ, sa thủ kính cảm ơn ý kiến chị Mít Ta. Nam Mô Bích Tha, dạ cảm ơn cho Nguyễn, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cho Nguyễn nói con phải nghe lời chứ bị lùng bùng. Dạ, không có lùng bùng đâu, Nhật Quỳnh thấy cho Nguyễn rất là nhanh. Dạ, chắc không có lùng bùng đâu, tại thấy mấy bà già lùng bùng thì nói cho mấy bà già đỡ khổ phải không? Nhưng không sao, vậy lâu lắm rồi. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Rất là kính tri ân Quỳnh Kinh. Hôm nay dạy bài cũng dễ hiểu, dạ nhờ cũng dễ hiểu, Nhật Quỳnh cũng nắm được. Cảm ơn Quỳnh Kinh rất là nhiều. Dạ Nam Mô Thầy, dạ nói chung là Nhật Quỳnh hay hỏi lại, khi Quỳnh đọc lại là để cho mình nó rõ ràng hơn, chứ còn có cái mà mình không hiểu và mình không hỏi thì mai mốt mình lại hỏi ai đây. Dạ nên phải hỏi lại. Quỳnh đừng có buồn, nhà Nhật Quỳnh muốn phải hiểu, nhà chưa hiểu thì phải hỏi cho hiểu. Nhà cảm ơn Quỳnh rất là nhiều. Dạ bây giờ thì mời Quỳnh lên để chúc phúc cho đạo tràng. Dạ Nam Mô Bích Tha, dạ. À, xa thử xa thử à, bởi vì bắt đầu chúng ta càng lúc mình càng đi sâu vô vấn đề nó lùng bùng lắm. Vô lát là nhức đầu, nhưng mà quý vị cố gắng ha, về đoạn đầu mình cố gắng từ 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 nó thấm từ từ, mà khi mình đã hiểu rồi mình hoan hỷ lắm, càng lúc càng thấy nó hay, càng lúc càng thấy dễ sợ lắm. Giống như mình đi lên một cái vũ trụ bao la, mình vô đó từ từ mình thấy được những cái mà chưa từng thấy, nghe được những cái chưa từng nghe, rất là hoan hỷ. Thì như vậy là chúng ta hôm nay mình đã trọn vẹn học được cái phần tâm sở tự tha là 7 tướng hành và 6 vị cảnh phối hợp với tâm, một cách ngoạn mục chi ly như vậy ha. Rồi, cũng do phước báo mình học hôm nay, cầu nguyện cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí, đồng đều nhau cả thái. Nam mô Bụt Thầy, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Khả, dạ mời xin Thiên Quỳnh nè. Sa thủ lành thai một lần nữa. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Quỳnh Trinh rất là nhiều. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp và hồi hướng luôn ạ. Tại vì Quỳnh Kinh đã chúc phúc cho đạo tràng rồi ạ. Uttamang ghê na vấn đề hăng ba đà phạn sung và ruột tam mang buộc thầy vô kali tổ đô sơ buộc thâu kama tu tăng mà mang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật là đấng chí tôn chỉ thánh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tà mang ghê na quảnh đê hăng thăm anh cha được vị thăng và răng thầm mê vô khá lý tổ đô sâu thầm mô khá mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tà mang ghê na quảnh đê hăng sanh khanh cha được vị thông sẵn khê vô các lý tổ đô sâu sẵn khô khả mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu đặt lễ hai bậc la thành và thánh tăng các tội lỗi mà con phạm đến bảo cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con.
Dạ ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụm ma ni qua ya ni qua an ta lịch khai ta tha ga tăng đề và ma nô su bồ chỉ tăng bồ tăng nam ma sa na su qua tiền hậu tư gia ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụm ma ni qua ya ni qua an ta lịch khai ta tha ga tăng đề và ma nô su bồ chỉ tăng tham mang nam sa na sư qua thì ho tu gia ni tháp phụ ta ni sa ma ga ta ni phẩm ma ni qua gia ni qua an ta lịch khê ta tha ga tăng đề qua ma nô sư bổ chi tăng sanh khăn nam sa na sư qua thì ho tu hạng khu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu hoặc hạng khu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chứng quả giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường cúng dường cầu xin được phát sanh thành lời.